Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành và thu hồi thuốc lưu hành trên thị trường đối với các thuốc chứa hoạt chất Rosuvastatin 40mg, lý do là thuốc có chống chỉ định cho người châu Á. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 4 năm 2022. Cục Quản lý Dược yêu cầu cơ sở đăng ký nhập khẩu thuốc phối hợp với cơ sở sản xuất gửi thông báo thu hồi tới các cơ sở bán buôn, bán lẻ sử dụng thuốc, tiến hành thu hồi toàn bộ các thuốc chứa hoạt chất nêu trên, gửi báo cáo thu hồi về Cục Quản lý Dược. Trước ngày 1 tháng 5, Sở Y tế các tỉnh thành phố y tế các ngành thông báo cho các cơ sở kinh doanh sử dụng thuốc thu hồi thuốc nêu trên, công bố thông tin về quy định thu hồi thuốc trên trang thông tin điện tử của sở, kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện quy định này, xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành, báo cáo về cục quản lý dược và các cơ quan chức năng có liên quan. Được biết thuốc chứa hoạt chất Rosuvastatin 40mg sử dụng cho bệnh nhân tăng cholesterol máu nặng và có nguy cơ cao về tim mạch. Tại Việt Nam hiện có 4 thuốc chứa hoạt chất Rosuvastatin hàm lượng 40mg, là Rofat 40 hoạt chất hàm lượng Rosuvastatin dưới dạng Rosuvastatin canxi 40mg. Viên nén bao phim Số đăng ký VN2205819 Lipidorot 40mg hoặc chất hàm lượng Rosuvastatin 40mg, viên nén bao phim, số đăng ký VD150706 Corester hoặc chất hàm lượng Rosuvastatin Calcium 40mg, Rosuvastatin, viên nén bao phim, số đăng ký VN843809. Avitop 40 hoặc chất hàm lượng Rosuvastatin dưới dạng Rosuvastatin Canxi 40mg, viên nén bao phim, số đăng ký VN1962016.